Alo, ok. Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em ha. Thì đầu năm thì em cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị nhà đầu tư có một năm mới an khang, thịnh vượng. Công việc thì suôn sẻ, tình cảm đong đầy. Đặc biệt là khi mà bước vào thị trường một năm mới thì chúc cho tất cả các anh chị nhà đầu tư mình có một năm đầu tư thuận lợi. Danh mục thì nó xanh mướt anh chị nhá. Trong một cái năm gọi là cái năm vừa rồi thì anh chị có thể thấy là một cái năm đầy biến động của thị trường và cũng như là có những cái xu hướng là dập dìu lên xuống vào đầu năm, nhưng mà vào cuối năm thì đã có những cái bước đà phục hồi và đã tiếp cận lại được cái vùng gọi là 1.200 điểm, đúng không ạ? Và năm nay sang một cái năm mới thì có những cái chiến lược và cũng như là có những cái sự kiện mà anh chị cần lưu ý trong cái năm mới là những cái yếu tố như thế nào, và cũng như là trong một cái năm gọi là tất cả mọi thứ nó ở trong một cái thế gọi là chuẩn bị bùng nổ hoặc là đã bùng nổ rồi, thì chúng ta nên có những cái xu hướng chiến lược và hành động như thế nào để chúng ta chuẩn bị cho một cái năm mới nó khởi sắc và có những cái kịch bản nó cụ thể hơn ở trong cái giai đoạn phía sau, đặc biệt là tầm khoảng là 2 3 ngày nữa chúng ta bước vào một cái phiên giao dịch mới của thị trường, thì có những cái vấn đề nào mà anh chị cần quan tâm, có những cái sự kiện nào trong năm mà anh chị cần phải lưu ý khi mà bước vào thị trường trở lại. Thì bên cạnh với đó thì em cũng sẽ chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư mình một vài cái cổ phiếu nó dễ nổ ở trong một cái gọi là đầu năm khai xuân của thị trường, thì cổ nào mà anh chị cần lưu ý ở trong cái giai đoạn gọi là sắp tới anh chị nha. Và đặc biệt là cái yếu tố về những cái mã cổ phiếu mà đã tăng mạnh sau Tết rồi thì anh chị có nên đua lệnh sau Tết hay không, hay là đua lệnh với thị trường hay không, hay ở đâu đó chúng ta còn những cái cơ hội của những cái mã cổ phiếu mà nó chưa FOMO, anh chị có thể là tham khảo thêm mọi người ha. Về thị trường ấy anh chị thì đầu năm thì anh chị mình có thể là lưu ý giúp em một số cái lưu ý trong năm 2024. Tức là thứ nhất anh chị là cái chính sách điều chỉnh tiền tệ trong và ngoài nước, đặc biệt là từ Fed, và cũng như là có những cái xu hướng là điều chỉnh lãi suất và giống như là lạm phát và các cái chỉ số CPI nó được thông bố ở trong cái giai đoạn gọi là đặc biệt là quý 1 và cũng như là quý 2 giữa năm của năm 2024. Điều này nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều đến với lại thị trường của chúng ta. Không chỉ nói riêng về thị trường Việt Nam mà cũng là những cái thị trường ngoại lai như là Dow Jones đúng không ạ? Thì nó cũng tác động không ít đến với lại cái xu hướng của thị trường của chúng ta. Thì đây là một cái điều mà anh chị cần phải lưu ý. Cái thứ hai đó là cái câu chuyện về cái việc là gì anh chị, nâng hạng thị trường chứng khoán và cái vấn đề KRX như thế này. Và đặc biệt là anh chị là ở trong cái giai đoạn gọi là tháng 11, tháng 12 năm vừa rồi của chúng ta, thì anh chị có thể thấy đó là những cái mã cổ phiếu như SSI này, đúng không ạ? Những cái mã cổ phiếu như SSI và cũng như là những cái mã cổ phiếu như SBS, STS, thì anh chị có thể thấy là đã có những cái bước đà về việc gọi là dòng tiền thông minh người ta bắt đầu người ta đổ bộ vào rồi, và hiện tại nó ở trong cái thế gọi là hướng lên, tạo nền đang sideways và có những cái xu hướng về cái mặt là khá là tích cực tại những cái vùng neo giá phía trên của cổ phiếu. Đặc biệt là đây là những cái tín hiệu, đây là những cái kịch bản, đây là những cái bước đà cho cái câu chuyện nâng hạng thị trường, đặc biệt là năm nay thị trường của chúng ta triển khai về cái yếu tố về mặt KRX, đúng không anh chị? Cái thứ ba nữa đó là gì, về cái yếu tố đáo hạn trái phiếu của các cái doanh nghiệp bất động sản, thì ở đây là một cái có thể gọi là rất là quan trọng đối với lại thị trường của chúng ta, đặc biệt là cái nhóm ngành bất động sản, khi mà cái đáo hạn trái phiếu nó ảnh hưởng rất là nhiều và nó thể hiện cho cái sức khỏe tiềm năng tài chính của những cái công ty bất động sản ở trong một cái năm năm mới anh chị ha. Và cái yếu tố vấn đề này thì nó cũng khá là quan trọng, nó thể hiện cho chúng ta thấy đó là khi mà đáo hạn trái phiếu, doanh nghiệp nào nó sẽ có những cái xu hướng về mặt là sức khỏe tài chính nó mạnh, doanh nghiệp nào đáo hạn trái phiếu nó có những yếu tố vấn đề, thì chúng ta sẽ xem lại cái tiềm năng và cái triển vọng và cũng như là cái báo cáo của nó ở phía sau, nó cũng nó có đáng để chúng ta có những cái xu hướng chúng ta đầu tư hay không. Ví dụ cho anh chị nhà đầu tư là đặc biệt là con BDR, đúng không anh chị? BDR thì đã chi ra 500 tỷ để nó có gọi là gì, đáo hạn sớm. Về cái vấn đề trái phiếu này cho nhà đầu tư thì em đánh giá là một trong những cái mã cổ phiếu mà trong cái video này em cũng sẽ có đề cập tới. Và cái cuối cùng nữa là cái câu chuyện về đầu tư công và cuối năm vừa rồi chúng ta, anh chị có thể thấy đó là những cái yếu tố về việc là thúc đẩy đầu tư công, về cũng như là cái câu chuyện tăng trưởng GDP từ thị trường ấy, thì cái vấn đề này anh chị có thể thấy là những cái bài cổ phiếu đầu tư công trong cái giai đoạn vừa rồi nó cũng đã có những cái xu hướng là phản ánh rất là tốt, và chúng ta sẽ xem là hậu chính sách giải ngân đầu tư công thì những cái mã cổ phiếu này
nó sẽ có những cái tiềm năng như thế nào mà để chúng ta nắm bắt được cái cơ hội, đặc biệt là trong quý 1 và quý 2 của năm 2024 anh chị ha. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể chú ý thêm một vài cái sự kiện, đó là sự kiện của những cái nhóm dầu khí, đúng không anh chị? Như là lô Beaumont của BVS chẳng hạn. Đó là những cái thông tin ngoài luồng mà anh chị cần phải để ý để nắm bắt được cái xu hướng và cũng như là cái cổ phiếu tiềm năng và triển vọng ở trong cái năm 2024 này ấy anh chị ha. Và những cái chính sách này em sẽ liên tục cập nhật ở trong hệ thống và cũng như là hệ thống cộng đồng, anh chị có thể tham khảo thêm. Và cũng như là trong xuyên suốt cái video thì em sẽ cập nhật thị trường hàng ngày để cho anh chị có thể là theo dõi những cái yếu tố thông tin nó có những xu hướng là quyết định tới cái journey của chúng ta nó như thế nào anh chị ạ. Và cũng như là cái chiến lược đầu năm thì em cũng muốn hướng đến cho anh chị nhà đầu tư mình, đó là những cái chiến lược và chúng ta phải đánh như thế nào, đánh làm sao. Và cũng như là trong cái năm vừa rồi thì anh chị có thể thấy là bên em anh chị thì ngay từ đầu ở những cái nhịp trước Tết thì em cũng đã hướng những anh chị nhà đầu tư mình đến với lại cái vùng 1.200 điểm này rồi. Và tất tần tật về những cái nhóm cổ phiếu leader thì em cũng đã phổ biến cho anh chị nhà đầu tư mình, đó là leader thì có ngân hàng thì vẫn cứ nắm thôi, đúng không anh chị? Và cũng như là ai mà anh chị nào mà nắm bắt được cổ phiếu ngân hàng ở trong cái giai đoạn Tết này, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu khỏe như CTG, BIDV, MB hoặc ACB thì anh chị có một cái Tết rồi em nghĩ là nó rất là sung túc đồ anh chị. Còn cái nhóm chứng khoán là cái nhóm kỳ vọng sau Tết âm lịch thì anh chị có thể thấy một yếu tố như vừa rồi em có mở ra cho anh chị xem về những cái chart, về những cái bản vẽ của MBS, SSI thì anh chị có thể thấy đây là một cái nhóm rất kỳ vọng sau Tết và nó đã có những cái xu hướng nâng nền rồi. Và cái điều này thì em cũng đã nói với giai đoạn gọi là trước Tết cho anh chị nhà đầu tư mình có thể tham khảo. Còn những cái mã cổ phiếu mid cap còn lại thì hiện tại nó cũng đã có những cái xu hướng gọi là như anh chị, những cái xu hướng như là BC1, ANV đã có những cái giai đoạn gọi là tạo nền rất là tốt rồi. Và cái chiến lược đầu năm thì đầu tiên anh chị đó là chúng ta phải thận trọng với một cái thị trường nó hưng phấn, đặc biệt là khi mà chúng ta nhìn qua những cái mã cổ phiếu như là ACB ấy, như là CTG hoặc là như đối với Verni của chúng ta chẳng hạn. Thì thận trọng ở đây không có nghĩa là chúng ta không mua, nhưng mà chúng ta phải có những cái yếu tố về mặt là chọn lọc và kiểm soát được cái yếu tố hưng phấn khi mà bước vào một cái thị trường năm mới anh chị ạ. Vì một cái thị trường ở đầu năm anh chị thì thường á, mọi người có thể để ý đó là những cái năm vừa rồi nó cũng như thế, thị trường của chúng ta tạo tạo ra những cái yếu tố nghi ngờ bằng những cái gì anh chị, tạo ra những cái yếu tố nghi ngờ bằng những cái phiên rũ bỏ như thế này, sau đó là gì anh chị, bò bò hướng lên ấy, tăng chỉnh liên tục, đúng không ạ? Và khi mà nhà đầu tư nghi ngờ và thoái tiền ra trước Tết thì thị trường của chúng ta đã trước Tết nó đã đóng cửa và tiếp cận lại được cái vùng 1.200 điểm luôn rồi. Và cho tới khi anh chị mà dòng tiền đầu cơ ở trong cái nhịp Tết ấy, đúng không ạ, người ta nghỉ Tết xong người ta có những cái xu hướng về mặt gọi là quay lại ấy, dòng tiền đầu cơ nó thoải mái hơn, nó cởi mở hơn ấy, người ta cái dòng tiền nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Thì khi đó chúng ta nên cân nhắc về cái yếu tố hưng phấn của thị trường, đặc biệt là những cái yếu tố nghi ngờ như thế này ấy, sau khi qua Tết nó sẽ bị vơi đi và thay vào đó bằng những cái yếu tố FOMO. Và cái thứ hai nữa đó là những cái mã cổ phiếu như ACB ấy thì chúng ta phải thận trọng anh chị nha, tại vì khi á, nó đánh lên cho anh chị như thế này. Đấy, bên em thì đang có ACB, đúng không anh chị? Bên em đang có ACB từ cái giai đoạn gọi là rất là lâu rồi. Đấy, bên em đang có rất là mạnh. Đấy, ACB này. Đấy, đúng không anh chị? ACB có hàng thì có ACB. Anh chị chưa có bắt lấy ACB giá gọi là 25.7 cho em nè. Đấy, ở đây là stop loss 1,5 giá thôi, hiện tại vẫn đang nắm và tiếp tục kỳ vọng về một trong những yếu tố quyết định. Nhưng mà cái xu hướng của những cái dạng cổ phiếu như là ACB hay là như CTG hay là BIDV như thế này, hiện tại nó đã đánh lên cho anh chị những cái phiên như thế này rồi, thì sắp tới ấy khi mà thị trường nó qua Tết, dòng tiền FOMO anh chị có thể lỡ sóng trong cái giai đoạn Tết vừa rồi và anh chị tham gia vào thị trường, thì những cái mã cổ phiếu khi mà anh chị chuẩn bị anh chị tham gia vào thị trường thì em khá là dám chắc với anh chị nhà đầu tư mình, anh chị sẽ chú ý rất là nhiều đối với những cái mã cổ phiếu như ACB, CTG, đúng không? Thì khi á, anh chị nhà đầu tư mình hầu hết những cái dòng tiền người ta sẽ tập trung vào những cái dạng cổ phiếu như ACB, CTG thì sắp tới khả năng cao nó sẽ có những cái xu hướng gọi là cái đà tăng của nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ không được như những cái pha nước rút ở cái nhịp phía trước nữa, mà nó sẽ có những cái xu hướng gọi là tăng chỉnh lại một xíu và bắt đầu hình thành lên một cái sideways như là tầm khoảng là 2 đến 3 tuần trước đó mà nó đã làm cho anh chị nhà đầu tư. Khi mà dòng tiền nhà đầu tư FOMO và đề bàn quá nhiều thì nó sẽ diễn ra cái yếu tố như vậy. Thay vào đó thì chúng ta sẽ chú ý một số cái mã cổ phiếu mà nó sẽ mang cho anh chị nhà đầu tư một cái yếu tố, đó là nó chưa hấp thụ quá nhiều cái nhà đầu tư mà người ta FOMO vào,
và nó chưa thu hút được quá nhiều cái sự chú ý của nhà đầu tư trên thị trường. Rồi cũng như anh chị nhà đầu tư để ý là trong cái giai đoạn vừa rồi, đó là cái giai đoạn mà anh chị còn nhớ là cái thời điểm mà cổ phiếu thép không? Cổ phiếu thép cái giai đoạn này nè. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà cổ phiếu thép nó ở trong một cái thế gọi là chả ai chú ý nó cả, khối lượng thì nó kiệt quệ đi và chả ai thèm giao dịch nó cả. Đấy, và đột nhiên là có những cái yếu tố về mặt gọi là giá trị bùng nổ khối lượng và thậm chí là tăng rất là mạnh ở trong cái dòng phía trước. Thì đây là một trong những yếu tố gọi là chúng ta gọi là cái dòng tiền người ta bị bỏ quên ở trên một cái thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư mà không chú ý cổ phiếu nào thì cổ phiếu đó nó lại tăng. Anh chị có thể thấy một cái yếu tố đó không ạ? Khi mà tất cả dòng tiền ở trong cái giai đoạn tháng 11 ấy nó chảy vào cái dòng gọi là cái gì anh chị, chảy vào cái dòng ngân hàng, nhà đầu tư của mình nắm cổ phiếu mid cap, nắm cổ phiếu đầu cơ, anh chị không có lãi, anh chị chịu không nổi, anh chị chốt lãi, anh chị qua ngân hàng ấy. Nhưng mà khi mà mọi thứ nó đã chảy qua ngân hàng rồi, anh chị ấy lại thấy đó là những cái mã cổ phiếu mid cap nó có xu hướng nó bùng nổ mà ngân hàng nó không chạy ở trong 2 đến 3 tuần trước ấy, và cho tới giai đoạn ngắn hạn trước Tết thì cổ phiếu nó mới chạy lại. Đó là một cái rất là hay của thị trường mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái giai đoạn sắp tới. Cái chiến lược của em ở đây thì em cũng hướng đến cho anh chị nhà tư, đó là gì anh chị, đó là thay vì cái việc là chúng ta sẽ gọi là đua lệnh vào những cái mã cổ phiếu như là ACB, ấy, đua lệnh vào những cái mã cổ phiếu như CTG chẳng hạn, thì đoạn này nhà đầu tư mình tập trung vào những cái mã cổ phiếu nó có tiềm năng, đặc biệt là khi anh chị khi khi làm sao anh chị, đặc biệt là khi mà thị trường của chúng ta nó tiếp cận lại cái vùng gọi về 1.200 điểm, đúng không? Thì đây là một cái vùng kháng cự mà em đánh giá đó sẽ là một cái vùng kháng cự nó mang cái tính chất là rung lắc tương đối. Còn vùng này có tiềm năng vượt hay không thì em đánh giá là có tiềm năng vượt. Tại vì sao anh chị? Tại vì em có chia sẻ với anh chị nhà đầu tư mình đó là gì? Những cái phiên giao dịch mà thị trường của chúng ta nó có những cái xu hướng về mặt là gì anh chị? Tiếp cận lại vùng 1.200, thị trường đã vượt kháng cự. Nhận định của em hôm qua có đề cập nếu VN của chúng ta nó chạm vùng 1.200 nè, test tốt mà không bị xuyên phá bởi hỗ trợ thì qua test hoàn toàn có thể kỳ vọng xa hơn lại cái vùng 1.200 điểm, và trên đường này nó sẽ có những yếu tố rung lắc thì cơ hội của chúng ta gom nhặt cổ phiếu nó vẫn còn ở trong cái giai đoạn hiện tại. Thì cái target của em hiện tại nó vẫn ở trong một cái vùng target, đó là 1.220 điểm, đó là cái vùng kháng cự ở đây đó là cái vùng kháng cự ở đây anh chị. Còn cái vùng gap này là cái vùng mà thị trường của chúng ta sẽ đi chinh phục ở qua giai đoạn Tết, và em có nói như hồi nãy cho anh chị nhà đầu tư đó là qua Tết dòng tiền rất cởi mở, nó không còn mang tính chất nghi ngờ nữa, tức là cái giai đoạn phía sau không chỉ là tổ chức người ta đại giả mà còn có nhà đầu tư cá nhân của mình người ta đại giả theo, mà còn có nhà đầu tư cá nhân của mình qua Tết người ta rảnh tiền, người ta dư giả, người ta có những xu hướng người ta gọi là dòng tiền người ta không vướng bận nào là lo cho nhà cửa, lo cho lì xì các kiểu đấy anh chị, thì người ta sẽ có những cái xu hướng tái đầu tư, tái bơm tiền vào lại, thì khi đó thị trường chúng ta không chỉ được thúc đẩy bởi tổ chức mà người ta được thúc đẩy bởi những nhà đầu cơ và những nhà đầu tư cá nhân, người ta có những cái xu hướng người ta đẩy giá đi lên. Thì ở đây anh chị nhờ tôi lưu ý giúp em, thị trường của chúng ta sắp tới nó sẽ có một cái target vượt 1.200 trong ngắn hạn, và nó sẽ có những cái xu hướng gọi là tiếp cận lại cái vùng 1.220 đến vùng 1.230 điểm, và những cái mã cổ phiếu như thế này thì giai đoạn sắp tới anh chị nên tránh đi những cái yếu tố FOMO mua giá quá cao. Tại vì ở đây thì nếu mà anh chị nhìn kỹ thì chúng ta có thể thấy một cái cây khối lượng khá là cao đúng không, nhưng mà đây thường không phải là tổ chức người ta có những cái xu hướng người ta đẩy giá cho anh chị nhà đầu tư đâu, mà thường là có đi kèm với cái sự gọi là FOMO từ nhà đầu tư cá nhân. Tại vì trong một cái nguyên một cái xu thế tạo nền trước một cái nhịp tăng đâu đó tầm khoảng là 6 đến 7 tháng ở đối với ACB đi, đúng không anh chị, thì thường là cái nền này tổ chức người ta có xu hướng người ta tự tạo ra ở quanh cái vùng này, và thường là nếu mà đại giả thì thường tổ chức người ta đẩy ở những cái volume như thế này ấy, chứ không còn đẩy ở trong một cái nền quá cao nữa, đúng không anh chị? Thì ở đây là một cái vùng mà anh chị nhà tôi lưu ý giúp em về mặt cái mặt bằng, đó là mặt bằng chung đối với những cái mã cổ phiếu mà tăng mạnh như thế này thì chúng ta ưu tiên nắm giữ, chúng ta ưu tiên và tối ưu hóa được cái biên độ lợi nhuận của mình. Tại vì nó sẽ phù hợp rất là nhiều đối với những anh chị nhà tư mà đang có hàng. Tại vì sao? Chúng ta đang nắm những cái mã cổ phiếu khỏe nhất trên thị trường. Mà khi đang nắm cổ phiếu khỏe nhất trên thị trường, trừ khi mà nó chưa cho tín hiệu mà cho anh chị nhà tư mình chúng ta bán thì chúng ta không bán. Và không nhất thiết chúng ta phải gọi là chốt lời bừa, chốt lời non, thì đôi khi là chúng ta mất rất là nhiều cơ hội ở trong cái giai đoạn phía sau. Đúng không anh chị? Và anh chị có thể thấy một cái mặt bằng chung đó là mặc dù cổ phiếu nó có thể nó cao đi, nhưng mà anh chị đếm qua những cái mã cổ phiếu như là gì anh chị, như là AIB này,
đúng không? Như là VIB, như là VP Bank này anh chị, thì cổ phiếu rẻ nó lại không có tăng mạnh, đúng không ạ? Đấy, tức là nhà đầu tư của mình thấy một cái nhóm ngành nào đó nó tăng, các cổ phiếu tăng mạnh quá rồi, ACB tăng mạnh quá, CTG tăng mạnh quá rồi, MB tăng mạnh quá rồi, anh chị không thích nữa, anh chị qua anh chị mua cổ phiếu rẻ. Nhưng mà khi cổ phiếu nó có những cái xu hướng nó rẻ anh chị, thì thường là nó không có dòng tiền lớn vào. Mà khi mà cổ phiếu không có dòng tiền lớn vào thì nó rất khó để nó có những cái xu hướng về mặt là gì anh chị, rất khó để có những cái xu hướng về mặt gọi là đánh lên, đúng không anh chị? Tại vì đâu đâu nó cũng là kháng cự, đâu đâu cũng là nhà đầu tư kẹp hàng, cho nên là những cái mã cổ phiếu này anh chị có thể thấy là nó rẻ, nó có thể nó rẻ hơn như con VRE, đúng không ạ? Nó rẻ, nó có thể nó rẻ hơn như VRE, đất xanh anh chị có thể thấy là mặt bằng chung của nó, chỉ cần mà nó đi ngang mà nó không có dòng tiền nó vào tại những cái vùng hỗ trợ như thế này, nó xuyên phá hỗ trợ là chuyện bình thường nếu mà có yếu tố nó xảy ra, đúng không anh chị? Và cũng như là giai đoạn sắp tới thì anh chị có thể chú ý cho em một số cái mã cổ phiếu ngân hàng, đó là con Tiên Phong Bank. Đấy, Tiên Phong Bank thôi anh chị. Và em đánh giá là đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà hiếm hoi còn lại của cổ phiếu dòng ngân hàng mà nó còn điểm mua cho anh chị nhà đầu tư, và cũng như là nó chưa có những cái yếu tố là gọi là nó quá FOMO anh chị ha. Nó chưa có yếu tố nó quá FOMO, và cũng như là đây là một trong những mẫu hình mà em đánh giá nó khá là đẹp. Ấy, mẫu hình gọi là tích lũy nền trên, gãy gãy rũ ở một cái giai đoạn rất dài từ anh chị cho anh chị nhà đầu tư, và sau đó bắt đầu cân bằng trở lại tạo đáy ở quanh đây, vì hiện tại em đánh giá là cổ phiếu đã hoàn thành được cái mẫu hình cốc tay cầm rồi. Ở đây thì em đánh giá đã có dòng tiền lớn vào. Đấy, nếu mà xét theo reaction và cũng như VSI thì ở đây đã có những yếu tố về dòng tiền lớn vào, người ta vào, người ta rụ bỏ và người ta đánh lên lại, đúng không ạ? Thì trong cái bối cảnh mà anh chị nhà đầu tư phải đua lệnh vào những cái mã cổ phiếu khỏe, thì theo em là nên chọn lọc ra những cái mã cổ phiếu mà nó có những cái xu hướng gọi là gì anh chị, nó chưa quá FOMO nhưng mà nó cũng không được yếu anh chị ha. Chúng ta phải chắt lọc hai cái vấn đề đó ra. Nếu mà cổ phiếu nó còn ở dưới thấp mà nó yếu thì chúng ta cũng không mua, nhưng nếu cổ phiếu nó còn ở dưới thấp mà nó rủ bỏ được anh chị nhà đầu tư, nó có dòng tiền lớn vào liên tục ở quanh cái vùng này và nó chưa tạo ra được cho anh chị nhà đầu tư một cái hiệu ứng FOMO, một cái hiệu ứng nước rút, thì anh chị có thể là chú ý được dần ở quanh cái vùng giá là 18, 18.5 như thế này, để chúng ta kỳ vọng ở trong một cái giai đoạn gọi là tiếp cận lại đỉnh cũ như những cái nhóm ngành, như những cái mã cổ phiếu ngân hàng leader khác. Đây cũng là một trong những lựa chọn mà em đánh giá là nó khá là ok và nó khá là uy tín đối với lại cái dòng ngân hàng trong cái giai đoạn hiện tại, đặc biệt là khi mà anh chị có thể thấy là FPT nó đang tăng rất là mạnh như thế, mà FPT là lại là có những cái xu hướng gọi là bắt tay nhau với lại Tiên Phong Bank, đúng không anh chị? Về cái mặt là hỗ trợ công nghệ cho Tiên Phong Bank, thì đây cũng là một cái mà cổ phiếu mà em đánh giá là ở trong một cái xu hướng về mặt đường dài, nó vẫn là một trong những cái ngân hàng nó rất là triển vọng. Cái thứ hai nữa đó là về cái mặt bằng gọi là mặt bằng chung của nhóm ngân hàng, thì em đánh giá là giai đoạn sắp tới nó sẽ còn một cái chu kỳ gọi là chu kỳ kéo rướng của những cái mã cổ phiếu yếu nữa, thì khi đó ngân hàng nó mới có những cái xu hướng tạo đỉnh thực sự. Còn giai đoạn hiện tại, thay vì cái việc mà anh chị nhà đầu tư mình có thể gọi là đua lệnh vào những cái mã cổ phiếu như MB, ACB, CTG anh chị, thì đoạn này chúng ta hạn chế đua lệnh và chúng ta nên tập trung và chúng ta dành cho những anh chị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu thôi anh chị. Đôi khi là anh chị bị trễ nhịp này thì anh chị không vào giai đoạn trước Tết được nữa, cho nên là giai đoạn trước Tết em mới báo những anh chị nhà đầu tư mình là mua rất nhiều anh chị, mua rất nhiều trong cái giai đoạn trước Tết, và chúng ta đánh đổi, chúng ta chấp nhận, chúng ta nắm giữ qua Tết, và đây là những cái thành quả xứng đáng mà trong cái hệ thống khách hàng của em hỗ trợ trong xuyên suốt cho trong cái giai đoạn trước Tết vừa rồi. Như CTG anh chị thấy không, đấy ấy nó tăng rất là mạnh như thế này, thì đoạn này anh chị nên ưu tiên nắm giữ, không nên đua lệnh được, và chúng ta nên tập trung những cái mảng cổ phiếu nó có những cái xu hướng nó còn triển vọng hơn. Đi kèm với đó thì anh chị có thể thấy đó là gì anh chị, con AIB này nữa. Mà thường á anh chị, em để ý nhé, cái này là một cái tip mà em chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư, tại vì có mỗi mỗi nhóm ngành thì nó sẽ có những cái gọi là mỗi cái đặc tính khác nhau, nó cũng có một vài cái kim chỉ nam nó khác nhau, và đặc biệt là em để ý con AB này, mỗi lần mà nó gọi là nó bùng anh chị, nó bùng nổ lên đó, hoặc là nó có những cái xu hướng là gì anh chị, ấy nó có những cái xu hướng là tăng mạnh lên một cái, thì anh chị để ý những cái mã cổ phiếu khác ở trong cái dòng 17 16 tháng 11. Đấy, đúng anh chị, 15, 16 tháng 11, 12 tháng 11 thì anh chị để những cái mã cổ phiếu đó. Đấy, nó có những cái xu hướng nó chững lại và nó bắt đầu nó tích lũy trở lại. Tức là khi con AIB này nó có những cái xu hướng gọi là nó bùng lên một cái, thì thường là cái nhóm ngân hàng nó sẽ có những cái xu hướng là nó sideways trở lại, hoặc là ở trong một cái thời gian gọi là nó tạo đỉnh ngắn hạn trở lại.
thì anh chị phải đặc biệt chú ý con EIB này cũng như là một cái kim chỉ nam cho cổ phiếu, cũng như đây là một trong những cái mà cổ phiếu cho anh chị nhà tư về một cái ví dụ như là gì anh chị, cổ phiếu mạnh thì nó sẽ luôn càng mạnh và nó luôn luôn tăng trưởng, cổ phiếu yếu thì rẻ, nó có thể rẻ hơn và nó chưa chạy được tại vì dòng tiền lớn người ta đã vào rồi nhưng mà bằng một lý do nào đó người ta không có yếu tố người ta muốn đánh lên và người ta phải rũ bỏ anh chị nhà tư bằng những cái pha nước rút như thế này. Thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý khi con EB này tiếp cận lên lại cái vùng 19, 16, 10, 19, quanh 20 thì anh chị có thể là chú ý về cái kịch bản của cái nhóm ngân hàng anh chị ha. Cái thứ hai nữa đó là về những cái nhóm ngành khác như là nhóm bất động sản thì hồi nãy em có đề cập với anh chị nhà tư về cái việc đó là BDR nó chi hơn 500 tỷ để nó trả nợ trái phiếu đúng không anh chị cho nhà đầu tư mình. Thì đoạn này anh chị có thể thấy là căn bản là doanh nghiệp của nó đã là một cái doanh nghiệp nó mang một cái tiềm lực tài chính, nó mang một cái sức khỏe tài chính nó rất là ok rồi và đặc biệt là nó đang có những cái xu hướng là gì anh chị, phản ánh rất là tốt qua giá bằng những cái phiên gọi là dòng tiền vào, bằng những cái phiên hướng lên và bằng những cái phiên gọi là neo đậu tại những cái vùng trên cao như thế này. Và đặc biệt thì em trong xuyên suốt những cái năm những cái tháng vừa rồi, 1 2 tháng vừa rồi thì em cũng chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư mình là gì anh chị, là chúng ta chỉ ưu tiên chúng ta đánh cổ phiếu trên cao thôi tại vì cổ phiếu trên cao là những cái mà cổ phiếu mà ở sau nó có cái câu chuyện và những cái cổ phiếu đó ở sau đó doanh nghiệp người ta có những cái xu hướng gọi là rất là triển vọng ở một cái câu chuyện nào đó thì nó mới có yếu tố đánh lên chứ anh chị đúng không ạ, thì nó mới có dòng tiền lớn người ta vào người ta đẩy giá ở đây ấy, thì chúng ta chỉ ưu tiên chúng ta đánh cổ phiếu cao. Và hiện tại qua Tết con BDR này sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà anh chị nhà tư đánh bất động sản chúng ta phải cực kỳ lưu ý. Đối với BDR thì bên em đã chốt lãi rồi. Đấy, BDR thì bên em đã chốt lãi, anh chị chốt lãi này. Đấy, BDR anh chị nhà tư của em chốt lãi. Đúng không ạ? Đấy. BDR 28, đúng không ạ? BDR là giá 28. BDR là giá 28, chốt giá là 30. Đối với BR thì bên em thì hiện tại nhà tư mình đang có những cái xu hướng gọi là chờ cover lại, test lại ở những cái điểm giá 29, giá 29.2, 29.3 để chúng ta cover lại những cái lượng hàng mà chúng ta đã bán. Tại vì căn bản đối với cổ phiếu này là một cái mẫu hình vượt đỉnh, mà thường mẫu hình vượt đỉnh nó sẽ quay về nó test sau đó nó sẽ có những cái xu hướng là hướng lên sau ở trong cái giai đoạn gọi là phía sau anh chị. Và thường anh chị những cái mẫu hình vượt đỉnh như của con BDR thường anh chị thì thấy là nó rất là hay đánh như thế, vượt đỉnh xong quay về test lại cái vùng đỉnh cũ đúng không ạ, sau đó lại tiếp tục bò bò hướng lên trong cái dòng trong giai đoạn phía sau. Và ở đây nó cũng như thế, đây là một cái mẫu hình gọi là test nền đỉnh cũ nè, đây cũng là một cái mẫu hình test nền đỉnh cũ, nó thực hiện ở trong một cái quá trình gọi là nền trong nền. Mà khi một cổ phiếu đang ở trong một cái mẫu hình nền trong nền mà nó còn điểm mua cho anh chị nhà đầu tư, nó đang tích lũy trở lại và nó còn cái triển vọng đầu tư về về dòng tiền, về tiềm lực tài chính, về về doanh nghiệp thì anh chị nên đặc biệt chú ý với nó ở quanh cái giá dưới 30. Đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà em đánh giá rất là tốt cho những anh chị nhà tư thích đánh dòng bất động sản. Tại vì cái giai đoạn này anh chị hình dung ra đó là nó không còn giống như là những cái năm vừa rồi của chúng ta, là chúng ta mua chúng ta thấy một cái nhóm ngành nào đó nó tăng, thấy một cái con cổ phiếu leader nào đó nó tăng thì tất cả những cái mã cổ phiếu cùng ngành nó sẽ tăng. Nó qua cái giai đoạn đó rồi anh chị. Mà giai đoạn này nó sẽ tới một cái thời điểm đó là gì anh chị? Nó đang tổ chức người ta đang dùng một cái bài đó là cổ phiếu mạnh thì càng mạnh hơn, cổ phiếu yếu thì nó rất là chật vật. Nó giống như là cái sự phân hóa cổ phiếu cũng như là cái sự phân hóa ở trong cái xã hội của chúng ta. Đấy, coi như là người giàu người nghèo. Anh chị ha. Thì đoạn này thì chúng ta phải lưu ý cho em một cái cách đánh nó rất là phân hóa như vậy. Cho nên khi mà chọn lọc cổ phiếu để đánh thì hiện tại không có quá nhiều cổ phiếu cho anh chị nhà đầu tư mình để chúng ta mua lan man, chúng ta mua gọi là bất chấp anh chị, mà chúng ta phải tập trung một vài cái loại cổ phiếu khỏe để chúng ta có những cái mã của những cái biên lợi nhuận nó tối ưu và nó tốt nhất cho anh chị nhà đầu tư mình, đặc biệt là con BDR này. Con nào càng mạnh nó sẽ càng mạnh, con nào yếu thì nó sẽ rất là chật vật ở trong một cái giai đoạn gọi là giai đoạn phía sau. Anh chị cứ để ý giúp em một cái vấn đề là như thế. Ai lấy ví dụ cho anh chị nhà đầu tư như con BDR hiện tại nó đã vượt đỉnh nhưng mà đất xanh đoạn này nó vẫn chưa tới đâu cả đúng không anh chị, đất xanh đoạn này vẫn chưa tới đâu cả, nó vẫn lên này anh chị đúng không, nó vẫn còn nằm ở phía dưới trong khi BDR nó ở tít trên này rồi, tại vì dòng tiền lớn vào người ta mới đánh. Đặc biệt là đoạn này anh chị có thể là chú ý thêm con giúp em thêm con Nam Từ Liêm nữa anh chị à, con Nam Từ Liêm nữa, con Nam Từ Liêm là một cái mã cổ phiếu mà em đánh giá là nó đang có những cái xu hướng là tiếp cận lại, đây là khung tuần anh chị nhé, đang tiếp cận lại cái vùng kháng cự và đặc biệt là cái tuần thứ hai mà nó tiếp cận
Thì ở đây là cái lực bán từ nhà tư mình nó rất là ít anh chị, gần như là ở đây thì em đánh giá là cổ phiếu đang ở trong cái xu hướng hấp thụ rất là tốt đối với lại cái vùng kháng cự này của Nam Tư Liêm. Thì đây thì em cũng chia sẻ cho anh chị nhà tư luôn, đây là một cái mã cổ phiếu mà em sẽ hướng đến cho những anh chị nhà tư khách hàng của em ở trong cái giai đoạn qua Tết. Đây là một cái mã cổ phiếu mà em đánh giá là rất là tiềm năng ở trong cái giai đoạn hiện tại, mà mọi người cần phải lưu ý khi mà nó đang có những xu hướng hấp thụ tại cái vùng đỉnh cũ, khối lượng bán ra rất là bé như thế này. Và xét về cái khung ngày của cổ phiếu thì đoạn này anh chị có thể để ý cái mẫu hình này nó giống mẫu hình nào anh chị biết không ạ? Đấy, cái con này đánh rất giống con HCM nha, con này đánh rất giống HCM đấy đúng không ạ? Đây là một trong những mẫu hình tạo gap sau đó gọi là rũ bỏ anh chị bằng một cái phi như thế này cho những anh chị nhớ tới mình gọi là gì anh chị, chốt lại đúng không ạ? Đấy, đánh chốt lại xong gọi là rủ thêm vài cây nữa cho ai gọi là ai là gọi là ngoan cương một xíu ấy, chúng ta gọi là chốt nó bước đi nữa thì cổ phiếu bắt đầu cân bằng và có những cái xu hướng là kiệt khối lượng này đúng không anh chị, và sau đó có những cái xu hướng là nâng nền hướng lên tiếp tục. Con Nam Từ Liêm này nó cũng chả khác cái gì cả anh chị, để cho anh chị một cái cây gọi là chốt lời đúng không anh chị, rủ bỏ nhiều anh chị nhiều tôi còn sót lại sau đó gọi là gì anh chị, hiện tại đã kiệt khối lượng này và chúng ta đang đánh để chúng ta mua cho cái sự kỳ vọng ở phía sau. Và cá nhân bên hệ thống của em hồi xưa tới giờ là cũng như vậy, mua là mua cho sự kỳ vọng chứ không đợi cổ phiếu nó rõ ràng rồi chúng ta mới mua. Ấy, khi mà đợi cổ phiếu rõ ràng rồi chúng ta mới mua thì đôi khi cái cơ hội nó còn rất là thấp, biên lợi nhuận nó không còn cao nữa anh chị nhớ tới ha. Đấy, Nam Tư Liêm một cái mã cổ phiếu mà anh chị cần phải lưu ý quanh cái giá 31 này, gần như đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà em đánh giá rất là tốt cho anh chị nhớ tới mình. Và trong cái giai đoạn trước Tết em cũng lấy một cái ví dụ mà em so sánh cho anh chị nhà đầu tư như thế này, tức là giữa một cái mã cổ phiếu khỏe và một cái mã cổ phiếu yếu nó cùng một cái tỷ lệ gọi là gì anh chị, nó cùng một cái tỷ lệ rủi ro như nhau. Em lấy ví dụ cho anh chị nhà đầu tư như con Nam Từ Liêm này, nếu mà anh chị mua ấy anh chị ha, và chúng ta phải quản trị rủi ro, nếu mà chúng ta phải quản trị rủi ro thì chúng ta cũng mất là bao nhiêu anh chị, 7% đúng không anh chị, nếu mà chúng ta mua đất xanh mà nếu mà chúng ta cũng phải quản trị rủi ro đúng không ạ, mua ngay tại nền này chúng ta quản trị rủi ro ở về phía dưới thì chúng ta cũng mất cũng tương đương thậm chí là nhiều hơn như thế. Nếu mà chúng ta mua những cái mã cổ phiếu rẻ và yếu đi, nếu mà nó thủng nền thì sao anh chị, nếu mà nó thủng nền quanh vùng phía dưới này đúng không ạ, thì chúng ta cũng phải mất đâu đó tầm khoảng 7 đến 8% rồi, thì cùng với một cái biên gọi là gì anh chị, cùng với một cái biên rủi ro nó như nhau như thế, thì tại sao chúng ta lại không chọn cổ phiếu mạnh mà lại chúng ta chọn cổ phiếu yếu và cổ phiếu rẻ làm gì, đúng không anh chị? Trên ở đây chúng ta có thể thấy đó là em có so sánh một yếu tố đó để hướng anh chị nhà đầu tư mình đến với những cái mã cổ phiếu khỏe, đến với những cái mã cổ phiếu mạnh, để chúng ta còn luân phiên chúng ta xoay tua cái danh mục của mình đến với những cái mã cổ phiếu luân phiên nó khỏe hơn anh chị ha. Thì đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà rất đáng để cho anh chị nhà đầu tư mình có thể chú ý trong cái dòng vừa rồi, trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là qua Tết dòng tiền nhà đầu tư mình người ta mà cởi mở lại ấy, dòng tiền đầu cơ mà ô ạt trở lại vào thị trường thì nếu mà bỏ qua cái dòng ngân hàng tăng khi mà thị trường tăng đó là điều chắc chắn anh chị, nhưng mà nếu bỏ qua cái dòng ngân hàng và chúng ta đi tìm cái mã cổ phiếu khác thì khi mà dòng tiền đầu cơ nó vào anh chị, hồi xưa tới bây giờ anh chị có thể thấy đó là chỉ cần dòng tiền đầu cơ nó quay trở lại một cái thôi, những cái mã cổ phiếu mang cái tính chất nhạy cảm về dòng tiền đầu cơ như là dòng chứng khoán chắc chắn bên chị nó sẽ chạy đặc biệt đó là những cái dòng như là bất động sản nó cũng sẽ chạy, tại vì dòng bất động sản nó cũng rất là nhạy đối với lại dòng tiền đầu cơ, và dòng bất động sản thường nó sẽ chạy luân phiên nhau với lại cái dòng chứng khoán trong những cái năm vừa rồi, thì anh chị có thể là minh chứng và anh chị thấy đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái cơ hội rất là tốt cho anh chị nhờ tôi mình có thể nắm bắt và chú ý đối với con Nam Từ Liêm này đúng không anh chị? Cái thứ ba nữa đó là chúng ta đi tới cái dòng chứng khoán anh chị. Ở đây thì em muốn hướng đến cho anh chị nhờ tôi mình những cái dạng cổ phiếu như là FTS trong cái giai đoạn tung vừa rồi anh chị. Trước khi nghỉ Tết thì em phải căng cách, em phải gọi là muốn lấy cho bằng được con FTS này, mặc dù là giá nó quanh đây thôi anh chị, rất là bình thường thôi. Tại vì cổ phiếu thực chất là anh chị để ý, trong cái giai đoạn vừa rồi anh chị có thể thấy ví dụ như là con FTS hoặc là con VNSI đúng không ạ, hoặc là những cái mã cổ phiếu như là SSI thì nó hơi yếu một xíu nhưng mà trend cái xu hướng của nó vẫn ổn, tại vì nó là những cái mã cổ phiếu kênh trend đúng không anh chị. Còn như, chúng ta lấy ví dụ như là gì anh chị, SHS đúng không ạ, nó cứ gọi là nó lăn quanh ở đây và nó có những cái xu hướng mà nó thủng nền như thế này thì chúng ta sẽ thấy đi cái sự phân hóa rất là rõ ràng em nói ở đầu video
Giai đoạn này là cái giai đoạn mà không dành cho số đông, mà chúng ta sẽ dành cho những cái câu chuyện về những cái mã cổ phiếu khỏe, những cái câu chuyện về cổ phiếu kênh trên. VND anh chị này, đúng không? VND thì trong cái giai đoạn gọi là tuần tuần tới thì nó sẽ có những cái câu chuyện về việc xét duyệt tăng vốn. Thì không biết cái câu chuyện đó nó sẽ phản ánh qua giá nó làm sao. Nhưng nếu cái câu chuyện đó nó có những cái xu hướng nó tích cực anh chị thì nó phải lấp được cái vùng gap này. Còn nếu mà nó không lấp được vùng gap này thì nó vẫn tiếp tục là cái trend sideways của nó, và chúng ta phải đánh giá lại cái vùng gap cũ như thế này anh chị nhé. Ấy ấy thì trong tuần vừa rồi thì em cũng đã lấy cho nó bằng được gọi là con FTS này để đón chờ cái con sóng ở trong cái dòng phía sau của cái nhóm chứng khoán, đặc biệt là những cái dư địa của nó ở qua cái dịp Tết về dòng tiền đầu cơ, đặc biệt là những cái câu chuyện về nâng hạng thị trường, về KRX, về cái hệ thống mới mà giai đoạn năm năm nay anh chị vẫn nên đặc biệt chú ý giúp em về những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán ha. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta không thể bỏ qua cái dòng dòng chứng khoán được rồi mọi người nha. Ấy, và con FTS là một trong những mã cổ phiếu mà em đánh giá là cái thuộc cái dạng gọi là hiếm hoi trên thị trường, mà nó đã có những cái xu hướng gọi là nó vượt được đỉnh cũ của nó, đúng không anh chị? Vượt được đỉnh cũ là tích lũy nền trên, khối lượng bán nó không cao được. Nếu mà xét về cái yếu tố price action thì đây là một trong những vận động rất là đẹp đối với cổ phiếu, đúng không ạ? Và cổ phiếu đang tích lũy nền trên như thế này thì anh chị nhà đầu tư lưu ý giúp em là ưu tiên gọi là nắm giữ và ưu tiên chú ý và ưu tiên nắm mua cổ phiếu khi mà nó còn quanh quanh cái giá gọi là 48.5 49 như thế này. Ấy, trong cái thế ở phía trước thì anh chị có thể thấy là cái quá trình gọi là cổ phiếu khi mà nó mới vượt được cản cũ xong, nó sẽ tạo ra cho anh chị một cái quá trình gọi là nghi ngờ hướng lên, tăng chỉnh liên tục như này. Nhưng mà trong cả một quá trình nó là một cái xu thế lên rất là tốt, và nó sẽ dành cho những anh chị nhà đầu tư nào mà biết nắm bắt đối với cổ phiếu. Thì ở đây muốn hướng đến cho anh chị nhà đầu tư gọi là xem video của em, xem kênh YouTube của em ấy ở trong hệ thống cộng đồng, và cũng như là đặc biệt là ở trong hệ thống khách hàng, chúng ta nắm bắt được những cái dạng cổ phiếu như thế này để chúng ta đầu tư trong cái dòng phía sau. Thì đoạn này anh chị nhà đầu tư lưu ý giúp em là con FTS này cũng là một trong những cái mẫu hình ấy, không cần nói đâu xa, đó là cái một mẫu hình vượt đỉnh rồi. Ấy, trước mỗi cái pha tăng giá cổ phiếu thì em đều nói cho anh chị nhà đầu tư đó là gì, đó là mỗi cái pha tăng giá cổ phiếu đều có những cái yếu tố về mặt là rũ bỏ, rũ nước rút rất là mạnh như thế này. Nó rủ như thế này để rủ những anh chị nhà đầu tư gọi là dòng tiền người ta đeo bám vào, và sau đó là hướng lên, cần tạo nền cân bằng và hướng lên thôi. Và tăng giá tiếp tục. Đây là một trong những cái ví dụ mà anh chị cần phải lưu ý rất là kỹ, như cũng như là con BDR. Tại vì sao mà đoạn vừa rồi đoạn này nó tăng mạnh như thế? Tại vì con này nó đang có những cái xu hướng về mặt là rủ nước rút trong cái giai đoạn phía trước. À gì khi mà rủ nước rút xong rồi tạo nền cân bằng hướng lên, đúng không anh chị? Đấy, cũng như là con FTS này anh chị cần phải lưu ý nha. Xét về khung tuần của nó, đây là một cái tuần rất là tốt của FTS. Đây là một cái tuần rất là tốt của FTS khi mà tiếp cận về đỉnh cũ mà không có lực bán quá nhiều, cũng như là hình thành lên một cái kênh nến cầm máu và cũng như test kháng cự như này, em đánh giá rất là tốt rồi. Thứ hai chúng ta đến với cái con là MBS anh chị ha. Đây cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà em đánh giá là rất là ok luôn anh chị, rất ok. Nếu mà anh chị nhìn gọi là nhìn về cái chu kỳ năm ngoái của nó thì em có hay nói với anh chị nhà đầu tư mình đó là không một cổ phiếu nào nó phân phối hàng cho anh chị nhà đầu tư, hay là nó đánh anh chị nhà đầu tư gọi là nó bull trap, hay là làm trò gì đó với anh chị nhà đầu tư mình mà nó đi cứu anh chị nhà đầu tư cả. Cái hành động đó nó sẽ luôn luôn theo một cái xu hướng, đó là phân phối cho anh chị nhà đầu tư, chứ nó không bao giờ nó mang một cái xu hướng nó cứu anh chị nhà đầu tư trên này. Nó thậm chí nó cứu luôn những anh chị nhà đầu tư gọi là ở năm 2021, năm 2022. Không một cổ phiếu nào mà nó đánh, nó phân phối hàng mà đi cứu những anh chị nhà đầu tư trên này cả. Tại vì căn bản anh chị hình dung ra một điều, đó là khi mà người ta dùng tiền, người ta đổ tiền vào, người ta đánh lên một cái xung lực từ cái giá gọi là 24 đến giá 27 đi, thì nó gặp rất nhiều cái áp lực nguồn cung từ những cái nhà đầu tư mà ở cái giá 25 này, cũng như là ở cái giá gọi là 28 này, người ta đang trực chờ sẵn. Có khi là người ta đang ở giá 28 này, người ta đã bán ra luôn tại cái giá 20, 26, 27 rồi. Thì cái đoạn này anh chị hình dung ra đó là một cái mã cổ phiếu mà nó phân phối cho anh chị nhà đầu tư thì nó phải đánh làm sao cho anh chị mất đề phòng chứ, đúng không ạ? Đấy, còn khi mà đánh lên làm sao mà nhiều anh chị nhà đầu tư gọi là nhiều cung hàng bán ra như thế nhưng mà nó vẫn giữ giá được, hơn nữa là gặp cái cung hàng chu kỳ lớn người ta cũng bán ra mà nó vẫn giữ giá được, thì đây là chúng ta phải đánh giá lại là cái xung lực của MBS đoạn này nó rất là kinh khủng, mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái dòng phía sau. Con MBS này là cái con MB, con mà em sẽ chú ý trong cái giai đoạn giá 26, giá 26, từ 26 đến 27 chúng ta sẽ chú ý cực kỳ đối với lại cổ phiếu này, đặc biệt đây là cổ phiếu kênh trên.
Đây là cổ phiếu mà nó cho anh chị một cái tiềm năng rất là lớn ở trong một cái giai đoạn phía sau. Và cái cổ phiếu kinh doanh bao giờ mà khi thị trường tăng giá nó cũng sẽ thu hút được một cái dòng tiền ưu tiên trước hơn là những cái dạng cổ phiếu phía sau. Anh chị ha, đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà đã hình thành mẫu hình rồi anh chị. Nếu mà xét về một cái mẫu hình gọi là nó lớn thì ở đây chúng ta có một cái mẫu hình gì anh chị? Thì ở đây chúng ta có một cái mẫu hình đó là cốc Tây Cập, đúng không? Mẫu hình rất lớn ở đây. Mẫu hình rất lớn ở đây. Đúng không anh chị? Đấy, thì nếu mà chúng ta nhìn về những cái câu chuyện được gọi là được được kỳ vọng trong cái năm nay về KHX. Đấy, nếu mà chúng ta nhìn vào cái câu chuyện về thanh khoản trong cái năm nay đối với cái nhóm chứng khoán. Thanh khoản trong cái năm 2022 nó có thể là nó downtrend, nó hơi cú lắp anh chị. Nhưng mà thanh khoản năm 2023 có một cái phiên giao dịch đâu đó tầm khoảng là 2 tỷ đô. Thì anh chị hình dung ra đó là một cái thanh khoản như này của thị trường nó mang cái tính chất là rất là kinh khủng anh chị. Rất là kinh khủng ha. Cho nên là cái đoạn này anh chị nhà tư mình phải đặc biệt lưu ý đối với lại cái nhóm chứng khoán về cái câu chuyện về cái sự kỳ vọng, về câu chuyện về cái phản ánh thanh khoản qua những cái báo cáo tài chính trong cái dòng phía sau, đặc biệt là cổ phiếu đang test lại những vùng cung cầu này rất là một cách rất là ok anh chị nhé. Đấy, chứ đối với MBS này anh chị MBS nhé. Đấy, và cũng như là chúng ta tổng quan lại về một số cái mã cổ phiếu ngoại lai và những cái mã cổ phiếu mà nó mang cái tính chất nó khỏe thì anh chị có thể là tuần sau anh chị để ý giúp em những cái mã cổ phiếu như ANV, những cái mã cổ phiếu mà có cái sự kỳ vọng về cái nhóm thủy sản, cái sự kỳ vọng về cái nhóm gọi là nhóm 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 logistics, nhóm vận tải biển ấy, thì những cái nhóm ngành liên quan này anh chị có thể có thể để ý giúp em khi mà nó tiếp cận lên đây ấy anh chị ha. Tiếp cận lên đây chúng ta sẽ đánh giá và chúng ta sẽ có những bước triển vọng đầu tư. Đặc biệt thì em sẽ liên tục cập nhật ở trong cái hệ thống và trong những cái video của em. Cho nên là đầu năm thì nếu anh chị xem, anh chị thấy hay, anh chị thấy gọi là nó ok về những cái hoạch định và cái triển khai của hệ thống bên em thì anh chị có thể là cho em một đăng ký kênh cũng như là có cho em một like nha. Ngoài ra thì trong hệ thống thì em sẽ luôn luôn đề cập tới những cái câu chuyện cổ phiếu và cũng như là những cái điểm mua em hỗ trợ xuyên suốt cho anh chị nhà đầu tư mình để anh chị nhà đầu tư mình có những cái bước lợi nhuận nó rất là tốt tốt nhất cho anh chị nhà đầu tư mình, thì anh chị có thể là tham khảo thêm với hệ thống bên em nhé. Thì ngoài ra chúng ta có thể là chú ý thêm con DGC này nè anh chị này, hóa chất Đức Giang. Hóa chất Đức Giang là một trong những cái doanh nghiệp sản xuất hóa chất và cũng như là phân bón hàng đầu Việt Nam mình rồi, không cần phải nói rồi. Và cái câu chuyện tăng vốn của nó thì em chắc là em cũng không cần phải nói nhiều đối với lại cái xu thế vận động của cổ phiếu, đặc biệt là ở trên những cái vùng này. À đúng không anh chị, và em có nói với anh chị nhớ tới mình cổ phiếu nào mà cổ phiếu chúng ta nên chú ý là những cái mã cổ phiếu mà trong cái giai đoạn tích lũy của nó có một cái pha rủ đấy, nó có một cái pha rủ ở đây thì chúng ta nên chú ý, tại vì rủ đi rất nhiều anh chị nhớ tới địa bàn. Hơn nữa nếu mà nó vận động như này hiện tại nó đã hình thành được một cái quá trình là gì anh chị, hai đai lớn của cổ phiếu rồi, và đoạn này anh chị hình dung ra là nó đã có ở trong cái xu thế gọi là dòng tiền bắt đầu đổ bộ và hướng lên đấy, đang test lại cái vùng đỉnh cũ đúng không anh chị, mặc dù bị bán ngược nhưng mà khối lượng như thế này vẫn mang tính chất hấp thụ rất là tốt, bị bán ngược nhưng mà vẫn giữ giá xanh là cổ phiếu khỏe đúng không anh chị. Thì đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà em đánh giá là trong giai đoạn năm nay là một cái giai đoạn mà anh chị cần phải cực kỳ lưu ý đối với là một cái mã cổ phiếu không thuộc dòng banh chứng thép mà anh chị cần phải lưu ý con này nha. Đấy, BC1 cũng như này, BC1 thì bên em đang nắm giữ đối với cổ phiếu đó, BC1 có mua đấy, BC1 có mua đấy, BC1 anh chị ưu tiên lấy nã này trong một cái trend break kháng cự, không có gì bàn cãi về độ mạnh để giữ qua Tết nữa. Thì qua Tết khả năng cao đối với những cái mã cổ phiếu như này thì em đánh giá là tiềm năng và xung lực chạy của nó rất là mạnh khi mà nó tạo ra một mẫu hình rất là tốt rồi, và chưa kể là cái dòng điện thì đối với lại cái sự phân hóa cổ phiếu thì hiện tại anh chị có thể thấy là BC1 đang hút rất là nhiều cái dòng tiền đầu cơ từ những cái mã cổ phiếu cùng ngành với nó hút máu rất là kinh anh chị, và nó hút rất là nhiều dòng tiền đầu cơ qua con này. Thì tuần sau anh chị có thể để ý thêm giúp em là con BC1 như này nữa ha, BC1 nữa. Ok, về cập nhật về thị trường cho anh chị nhờ tư mình, đó là những gì mà em có đề cập đến và cũng như là muốn hướng đến cho anh chị nhờ tư ở một cái phiên giao dịch đầu năm ấy, nó mang một cái tính chất là phù thịnh chứ không phù suy, mua cổ phiếu mạnh chứ không mua cổ phiếu yếu. Nếu mà anh chị trường hợp anh chị đang nắm cổ phiếu yếu thì em sẽ có những cái hướng xử lý, hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư, hoặc là những anh chị nhà đầu tư nào mà chúng ta đang nắm cổ phiếu yếu thì khả năng cao ở qua cái dịp Tết này thì khi mà dòng tiền đầu cơ nó vào thì cũng có khả năng là thị trường mình đánh lên những cái mã cổ phiếu đó, nó sẽ có những cái xu hướng gọi là hưởng lợi và đánh lên theo.
anh chị có thể tận dụng, anh chị có thể là cơ cấu lại đối với lại cái danh mục của nhà đầu tư mình. Thì đối với những anh chị nhà đầu tư khách hàng của em thì chắc chắn là em sẽ hỗ trợ và luôn là nhắc anh chị nhà đầu tư mình cơ cấu rồi nếu mà anh chị tự tự mua. Còn nếu mà anh chị nhà đầu tư mà ở bên ngoài mà anh chị chưa biết có những cái hướng xử lý như nào đối với cổ phiếu, hoặc là chúng ta muốn gọi là năm mới chúng ta thay máu đi, chúng ta thay máu cái danh mục của mình, và chúng ta bước trên một cái cách đầu tư mới anh chị, một cái gọi là một cái loại cổ phiếu mới, thay vì những cái năm vừa rồi chúng ta đánh cổ phiếu gọi là bình thường, những cái mã cổ phiếu mà nó chưa có quá tiềm năng, thì đoạn là chúng ta ưu tiên chúng ta chọn cổ phiếu mạnh. Tất nhiên đi kèm với đó thì anh chị sẽ có một cái người đồng hành, phải cần có một cái người đồng hành, người ta uy tín đấy, đúng không anh chị, người ta có những yếu tố về mặt hướng đến cho anh chị những cái mã cổ phiếu khỏe và ưu tiên nắm giữ, chứ không phải là xoay hoặc là có những cái quan tâm về cái yếu tố về phí anh chị nhà đầu tư nhé. Và cũng như là tổng kết lại thị trường thì hồi nãy giờ muốn có nói anh chị nhà tư đó là thị trường của mình qua năm thì khả năng cao với cái sự FOMO và tham gia lại bởi cái dòng tiền đầu cơ, thì khả năng cao là thị trường mình nó sẽ có những xu hướng là tiếp cận lại cái vùng kháng cự ở phía trên và tiếp cận lại cái vùng gap như thế này. Và khi anh chị những cái mã cổ phiếu hồi nãy giờ em có đề cập đến với anh chị nhà tư đâu đâu cũng tạo nền, đâu đâu cũng có những cái xu hướng là chuẩn bị bùng nổ, thì đây là một trong những yếu tố rất tích cực mà anh chị có thể là kỳ vọng ở trong một cái giai đoạn là đầu năm nay. Target của thị trường vẫn sẽ là target ngắn hạn là vùng 1.100, 1.220. Đây là một cái target mà anh chị cần phải lưu ý và chúng ta tập trung, chúng ta focus vào cái danh mục của chúng ta trong dịp đầu năm nhé. Ok, và cũng rất là cảm ơn anh chị nhà tư mình ở trong cái giai đoạn đầu năm cũng đã theo dõi và cũng như là tham gia vào cái buổi gọi là buổi video của em ngày hôm nay. Cũng xin kính chúc cho tất cả các anh chị nhà đầu tư mình có một năm mới gọi là an khang thịnh vượng, và dành những cái ngày Tết còn lại để chúng ta sum vầy bên gia đình người thân và chuẩn bị nạp cho mình những cái tinh thần tích cực để chúng ta khi mà bước vào thị trường chúng ta mang một cái tâm thái nó thoải mái và cũng như là nó lạc quan nhất để chọn lọc ra những cái mã cổ phiếu tốt nhất cho danh mục của mình ha. Ok, chào tạm biệt anh chị nhà đầu tư và hẹn gặp lại anh chị nhà đầu tư ở một cái video kế tiếp ạ. À.